À, với cái phương pháp giảm béo Ai Cập thì nó đi theo một cái nguyên lý là cân bằng chuyển hóa sinh học của cơ thể. Từ đó nó giúp cho cái lượng mỡ thừa được cơ thể sử dụng. Như vậy thì khi mà chúng ta làm giảm béo Ai Cập đó, nó sẽ mang lại hai cái giá trị rất là lớn cho khách hàng. Thứ nhất là khách hàng sẽ giảm được mỡ, giảm được cái sai bụng. Nhưng cái giá trị cao hơn mà khách hàng cảm nhận được đó là cải thiện về cái sức khỏe của khách hàng. Tại vì khi khách hàng phải khỏe lên, tất cả những cái điểm huyệt và cái kinh lạc của khách hàng trong quá trình làm giảm béo ai cập được kỹ thuật viên massage thì toàn bộ cái khí huyết của khách hàng nó sẽ được đã thông nhờ vậy mà cơ thể nó sẽ được khỏe hơn nó khỏe hơn thì cái lượng tiêu hao năng lượng dư thừa nó mới bắt đầu được diễn ra từ đó là cơ thể nó sẽ sử dụng được cái năng lượng thừa và đào thải ra bên ngoài đó là cái giá trị mà giảm béo ai cập mang lại và với cái phương pháp này không sử dụng bất cứ một thực phẩm hay là một loại trà hay một loại thuốc nào uống vào trong cơ thể và cũng không sử dụng bất cứ một loại máy móc nào làm xâm lấn trong da thịt của khách hàng. Tất cả đều đi theo nguyên lý về dưỡng sinh đông y theo y học cổ truyền và bằng bấm huyệt, massage để đã thông kinh lạc từ đó giúp cho cái lượng mỡ thừa nó được đào thải ra ngoài. Điều đó có nghĩa là việc massage nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta nó được cân bằng về chuyển hóa sinh học vậy thì cân bằng chuyển hóa sinh học nó là những gì đó sẽ có hai cái vấn đề về cân bằng chuyển hóa sinh học cái đầu tiên đó là cân bằng chuyển hóa về dinh dưỡng cái thứ hai là cân bằng chuyển hóa về năng lượng khi mà chúng ta có thể kiểm soát được cái vấn đề về dinh dưỡng trong sức khỏe của mình giữa cái việc hấp thu và đào thải và vấn đề thứ hai đó là chuyển hóa về năng lượng giữa cái việc tích trữ năng lượng và tiêu hao năng lượng thì cái bài toán về giảm béo bụng cũng như là các bộ phận trên cơ thể sẽ được giải quyết. Về phương pháp giảm béo Ai Cập, chúng ta ngoài cái việc mà massage vật lý trị liệu ra thì có sử dụng thêm một bộ sản phẩm bao gồm 4 sản phẩm để kết hợp cùng với kỹ thuật viên làm cho cái quá trình làm giảm béo Ai Cập nó được diễn ra một cách tối ưu hơn. Và cụ thể thì cái đầu tiên để có thể giúp cho khách chuyển hóa được vấn đề về dinh dưỡng thì phải làm cho cái hệ tiêu hóa của khách được trở nên tốt hơn. Có nghĩa là hệ tiêu hóa nó sẽ phải được nhuận tràng, tăng đào thải và giảm hấp thu. Thì cái quá trình mà giảm béo, giảm mỡ thừa nó mới diễn ra được một cách thuận lợi. Và có một cái sản phẩm để có thể giúp cho khách hàng giải quyết được vấn đề về hệ tiêu hóa của mình đó là tinh dầu nhỏ rốn dẫn xuất mỡ. Với loại tinh dầu nhỏ rốn dẫn xuất mỡ này, chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp lên trên ruốn của mình là từ 1 cho đến 3 giọt đối với những người có hệ tiêu hóa tốt. Với những người có hệ tiêu hóa yếu, bị táo bón thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn từ 5 đến 10 giọt cho khách hàng. Thì khi cái tinh dầu nhỏ rốn này nó sẽ làm ấm cái rốn, đồng thời nó sẽ giúp cho cái kinh khí ở khu vực vùng bụng của chúng ta nó sẽ được điều hòa và cái ổ bụng nó sẽ được giữ ấm nhiều hơn. Tất cả những cái nội quan ở trong khu vực vùng bụng nó cũng sẽ được đã thông về mặt kinh lạc và khí huyết như vậy thì cái hệ tiêu hóa của khách hàng của chúng ta sẽ được nhuận tràng và tăng cái đào thải và giảm cái hấp thu vậy thì khi mà hệ tiêu hóa của chúng ta nhuận tràng thì cái bao tử cũng như đường ruột là sẽ được tăng hoạt tăng hoạt thì cái lượng thức ăn mà chúng ta ăn vào nó sẽ nhanh chóng được đào thải ra ngoài nghĩa là cái thời gian mà vận chuyển thức ăn trong đường ruột nó sẽ diễn ra một cách nhanh hơn chúng ta sẽ không bao giờ bị táo bón nữa và giờ cái việc mà vận chuyển nhanh như vậy cho nên là cái dưỡng chất mà nó hấp thu vào trong ruột non nó cũng sẽ được hạn chế hơn đấy như vậy thì cái việc mà chúng ta giảm hấp thu nó cũng đã góp phần giúp cho cái vấn đề về cân bằng chuyển hóa cân bằng về dinh dưỡng của chúng ta nó cũng sẽ được cân bằng nhờ cái tinh dầu nhỏ rú này à, sau khi mà chúng ta sẽ giúp cho khách nhuận tràn rồi thì những cái vấn đề liên quan đến uh, nguyên nhân gây ra cái sai bụng to đó là mỡ và cái thứ hai là về vấn đề phân lượng phân rắn ở trong đường ruột cũng như là lượng khí trong bao tử nó cũng sẽ được đào thải ra ngoài nhờ vậy mà form bụng nó sẽ sớm được giảm sai khi đó thì lượng phân và khí nó đã được đào thải ra rất là nhiều rồi còn vấn đề còn lại đó là mỡ thừa vậy thì để chúng ta có thể làm được cái mỡ thừa của khách đào thải được ra ngoài thì nó cần đến một cái sản phẩm thứ hai đó là dầu massage dẫn xuất mỡ. À, với cái dầu massage này hoàn toàn không gây một cái cảm giác nóng rát gì cho khách hàng giống như là những cái loại mà dầu massage nhiệt nóng mà nó mang một cái giá trị à, là nó sẽ giúp cho cái cơ và da của mình nó được tăng cường những cái dưỡng chất và nuôi dưỡng cái collagen của tế bào mỡ, à, tế bào da và tế bào gân. Như vậy thì khi mà chúng ta dùng cái sản phẩm dầu massage dẫn xuất mở này, trong cái lực massage nó sẽ làm cho cái lượng mở ở trong ổ bụng cũng như là mở ở dưới da, nó sẽ thay đổi trạng thái của mở. À, nghĩa là từ cái mở hạt chuyển sang cái dạng mà mở cứng, mở tảng, từ cái mở cứng mở tảng nó sẽ chuyển qua dạng là mở mềm, từ cái mở mềm nó chuyển qua là cái dạng của mỡ lỏng và khi mỡ của chúng ta đã được hóa lỏng nhờ cái dầu massage dẫn xuất mỡ này và cùng với cái lực massage nó sẽ giúp cho cái cơ gân và mỡ nó ma sát với nhau từ đó cơ thể nó sẽ chuyển hóa và hấp thu cái lượng mỡ thừa này của chúng ta để nó nó cân bằng lại cái vấn đề chuyển hóa năng lượng của cơ thể như vậy thì cái dầu massage này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là chuyển hóa cái thể trạng của mỡ đồng thời tăng cường các cái collagen ở dưới da và mô cơ để cho chúng ta giảm béo thành công thì cái da bụng và cũng như là cái cơ bụng nó sẽ được săn chắc lại nó được đàn hồi trở lại và không bao giờ là bị nhão hay là chảy xệ khi mà đã giảm béo thành công nhưng mà nếu chúng ta không có điều hòa lại được cái vấn đề liên quan đến nhiệt ở sâu trong ổ bụng thì cái giảm béo nó vẫn chưa đạt hiệu quả vậy thì chúng ta cần đến cái sản phẩm thứ ba đó là bột đắp thảo mộc À, bột đắp thảo mộc nó còn có một cái tên gọi khác đó là bột hoàng bì à, hoàng có nghĩa là tái bì có nghĩa là da và cơ khi mà chúng ta làm xong cái quá trình massage thì chúng ta sẽ đắp bột này trên ổ bụng cho khách để cân bằng lại cái nhiệt độ tại khu vực vùng bụng nó giữ ấm cái vùng bụng và nó sẽ giải quyết được các cái vấn đề nguy hiểm của khách hàng mà các chị, chị em phụ nữ hay mắc phải đó là hàng lạnh bụng hàng lạnh bụng rồi dẫn đến hàng lạnh cổ tử cung khi mà bụng và cổ tử cung nó bị hàng lạnh thì nó dẫn đến rất là nhiều các vấn đề về rối loạn chuyển hóa của người phụ nữ vậy thì khi mà chúng ta đắp bột hoàng bì này nó sẽ cân bằng lại cái nhiệt độ và giữ ấm lại cái khí huyết đồng thời nó sẽ giúp cho cái da và cái cơ của khách hàng một lần nữa được săn chắc lại ở đây là săn và chắc lại nó khác với lại dầu massage dẫn xuất mỡ là dầu massage dẫn xuất mỡ nó sẽ giúp cho tăng cái độ đàn hồi và nó nuôi dưỡng nó nuôi dưỡng và nó tái tạo nuôi dưỡng và tái tạo cái tế bào collagen còn cái bột đắp nó sẽ giúp cái da và cơ của chúng ta nó săn lại á, thì làm cho khách hàng cái phong bụng nó sẽ nhanh được vào form hơn và để giữ cái form cho khách hàng thì sau khi mà chúng ta đắp bột xong hoàn thành cái quá trình mà massage giảm béo ai cập xong thì chúng ta cần phải bảo lưu lại cái kết quả của cái việc massage mang lại nghĩa là cái bụng của chúng ta nó đã được giảm sai mở nó cũng đã được chuyển hóa thành dạng lỏng và cái mô cơ của chúng ta nó đang bắt đầu được săn chắc lại vậy thì chúng ta phải bảo lưu lại cái kết quả này ngay tại spa để khi mà khách về nhà nó vẫn giữ lại được cái kết quả ấy và qua cái buổi sau chúng ta quay lại khách hàng quay lại spa thì chúng ta sẽ làm tiếp tục cái quá trình và giúp cho cái việc mà giảm béo giảm sai nó diễn ra được một cách liên tục và tăng cái hiệu quả cho khách hàng vậy thì chúng ta cần đến cái sản phẩm thứ tư đó là đai áp suất định hình với cái đai áp suất định hình này nó sẽ giúp cho cái khách hàng của chúng ta sẽ bảo lưu được cái phong bụng ngay khi mà khách hàng vừa làm xong cái cấu tạo của nó nó khác với lại những cái loại đai ngoài thị trường bình thường đó là đai ngoài thị trường nó là đai nịt bụng nịt nghĩa là nó bó vào và chỉ có thế thôi nó bó vào thì nó sẽ làm cho khách cảm thấy khó thở khó chịu và nó không có được cảm giác phong thoáng làm cho khách hàng sẽ cảm thấy cực kỳ bí bách khi mà mặc cái đai nịt bụng ấy nhưng mà cái đai áp suất định hình an body nó lại có một cái đặc tính đó là làm bằng cao su non thì cái độ co giãn của nó là rất nhiều khi mà khách hàng chúng ta mặc vào thì nó sẽ co bóp theo cái nhịp thở theo cái nhịp bụng của khách hàng khi khách hàng hít vào thở ra cái bụng nó phồng lên và nó xẹp xuống thì cái đai nó cũng co bóp nó giúp cho khách hàng của chúng ta tập thể dục một cách thụ động lúc mà đeo đai vậy thì nó sẽ bảo lưu lại được cái quá trình mà khách là khách hàng làm bụng tại spa và khi khách hàng đi về nhà mặc cái đai này thì nó sẽ thay cho kỹ thuật viên tiếp tục massage bụng cho khách tại nhà tại vì khách chỉ ở spa chỉ có một tiếng đồng hồ thôi nhưng mà khách sẽ về nhà tới 47 tiếng đồng hồ vậy thì trong 47 tiếng đó kỹ thuật viên và spa không thể nào kiểm soát được và không thể nào chăm sóc được cái bụng của khách vậy thì cái đai áp suất định hình này nó sẽ giúp khách tập thể dục bụng tại nhà giúp khách massage bụng tại nhà để khi quay lại spa cái việc giảm nó sẽ được tối ưu hơn và điều tuyệt vời của cái đai áp suất định hình đó là khách hàng mặt sẽ không cảm thấy khó chịu bởi vì nó sẽ giúp cho cái việc mà tản nhiệt và tản hơi nó rất là tốt trên một cái đai áp suất định hình Anbody nó có hơn 1.000 lỗ thông nhiệt À, thì khi mà mặc nóng thì nhiệt ở trong phần bụng nó cũng sẽ được giải phóng ra thông qua các cái lỗi thông nhiệt này và khách hàng sẽ không cảm thấy bị đổ mồ hôi hay là nóng bức nhiều khách hàng mặc được hơn 18 tiếng đồng hồ một ngày và chỉ tháo ra trong lúc đi tắm và đi ngủ mà thôi có thể là mặc được cả ngày mà không cảm thấy khó chịu đó là cái điều rất là tuyệt vời mà cái đai áp suất định hình có thể mang lại cho khách hàng à, và cái điều mà cái đai này nó còn mang lại cho chúng ta nữa là nó sẽ giúp cho cái form eo của chúng ta nó được định hình một cách rõ ràng hai cái đường eo nó tạo ra một cái đường cong rất là đẹp và nó giữ cho cái form này nó sẽ được săn chắc và khó bị tái trở lại bởi vì sao khi mà cái thành bụng của chúng ta không đeo một cái gì hết thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn từ trong ổ bụng đẩy ra ngoài đó là thức ăn đó là hơi đó là phân rắn nó làm cho cái ổ bụng của chúng ta nó to ra luôn luôn có một áp lực rất lớn từ ở bên trong nó đẩy cái thành bụng chúng ta ra ngoài đó là nguyên nhân nó làm cho cái bụng mình nó to vậy thì bây giờ khi mà chúng ta đeo cái đai áp suất định hình này nó sẽ có một cái lực ngược lại nó ép từ ở bên trong nó ép ép vào vậy thì cái nó sẽ thắng được cái áp áp lực từ bên trong đẩy ra bây giờ cái bụng nó sẽ được ép vào trong nhờ vậy mà cái bao tử và cái hệ tiêu hóa các đường ruột của khách nó cũng sẽ được nhỏ lại bởi vì sao cái bao tử của chúng ta nó gần giống như là cái quả bông bóng tròn vậy nếu như mà nó đầy khí thì ổ bụng của chúng ta nó to. Nếu như mà nó ít khí thì cái ổ bụng của chúng ta nó nhỏ. Còn các cái đường ruột của chúng ta nó giống như là những quả bông bóng dài, nó cũng tương tự. Nếu như mà nó đầy khí và đầy cái phân rắn thì cái bụng của chúng ta nó sẽ rất to. Còn nếu như mà chúng ta đào thải được phân rắn và khí ra ngoài thì cái đường ruột nó cũng sẽ thu nhỏ lại. Và bao tử và đường ruột nó đều có một cái chức năng sinh học là co giãn theo cái lượng khí và thức ăn ở bên trong mà nó chứa. Vậy thì khi mà chúng ta mặc cái đai này nó sẽ giúp cho cái bao tử cũng như đường ruột của chúng ta nó sẽ được được ép vào bên trong và đường ruột cũng như bao tử nó luôn luôn được thông sạch nó giúp cho sức khỏe về hệ tiêu hóa của chúng ta cũng sẽ được cải thiện như vậy khi mà khách hàng được sử dụng bốn cái sản phẩm này cùng với phương pháp giảm béo Ai Cập thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề chuyển hóa về dinh dưỡng cũng như là chuyển hóa về năng lượng của khách hàng được cân bằng từ đó khách hàng sẽ vừa khỏe mà lại vừa đẹp thông qua cái phương pháp giảm béo bụng dưỡng sinh Ai Cập